Ngay sau khi dự sinh hoạt đảng tại chi bộ khu dân cư 25, phường Hòa Cường Bắc, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm một số gia đình chính sách trên địa bàn quận Hải Châu. Đến thăm hai gia đình ông Huỳnh Hằng và bà Nguyễn Thị Hữu, cùng sinh năm 1929 là cán bộ tiền khởi nghĩa và là đảng viên có 75 năm tuổi Đảng bí thư thành ủy nguyễn văn quảng đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của thế hệ đi trước cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc đồng thời ân cần gửi lời thăm hỏi động viên và chúc các đồng chí đảng viên cao tuổi cùng gia đình mạnh khỏe tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh giàu đẹp